hôm nay về được hai con ủi máy dầu nha anh em nha. Hai con ủi máy dầu, một con máy dầu lờn trăm có đề, một con máy dầu quay, lại một con phun thuốc ba cầu sáu bánh nha anh chị nha. Ba cầu sáu bánh, hàng hàng đợt này nó rất ít về nên là về rỉ rỉ như cà phê nhỏ giọt. Hàng đợt này nó ít về lắm nha anh chị nha, tùy theo chiến, tùy theo đợt. Con này chạy cái đầu khá là vip luôn nha anh chị. L100 công suất 10 ngựa, vừa giật vừa đề luôn. Đầu này quá vip luôn. Con này rất đẹp nha, ca đời 1. Vừa rớt xe là giật nổ ngon lành hết rồi. Ok đó. Rồi, chị nào quan tâm liên hệ bên em ha, số điện thoại 0835589039867475. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.